vì nó là kiến thức vận dụng, như nào tối thiểu phải thuộc thì mới trừ. Đấy, thầy muốn là kem quá trình học là càng sai nhiều càng tốt, càng sai nhiều càng tốt. Kem đi học, đi thi đấy khác. Thì khác kem trong quá trình học kem sai nhiều để lúc đi thi em bớt sai. Đúng rồi, sai nhiều. Nào, bây giờ thầy ví dụ nha. Ví dụ tiếp theo là không cần viết bất cứ một cái sơ đồ nào, nó đọc luôn. Cái đây, ví dụ này. Mol của N2 bằng 0.15. Vậy tính mol E nhận. Thầy sẽ dạy các em những cái sản phẩm này nhìn biết là bao nhiêu trao đổi sao? Ví dụ là NO2 mấy trao đổi? NO2 mấy trao đổi? NO2 là mấy trao đổi? 4. Thầy dạy cân bằng siêu nhanh đấy. Lúc thầy cân bằng siêu nhanh thì có 15, có 29 cơ bản đấy. Số mol trao đổi số 2. Thầy đang hỏi là NO2 thì số E trao đổi bao nhiêu? 1. Thế còn NO là mấy? 3. Em nhớ không thuộc em nhầm. Đấy, xuất phát điểm nó chính là đi dương 5 em ạ. Dương 5 mà xuống đi dương 4 là NO2 là 4, là 1E. Thế còn NO là dương 2, 5 trừ 2 là 3. Đấy, thầy muốn em thuộc luôn, không cần phải nhầm, nhầm là chậm rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà không thuộc thì mình nhầm một lần đầu, nhưng mà lần sau là mình phải thuộc luôn. NO là bao nhiêu cho đổi? 3. 3 cho đổi. N2O? 8. N2? 10. NH4NO3? 8. Thầy dạy các em đồ đúng không? Bảo các em phải thuộc những câu số rồi mà. Các em chưa thuộc là chưa đạt yêu cầu đâu. Nhưng còn bạn nào không thuộc thì nhẩm cũng được, nhưng mà nhẩm sẽ mất ít nhất thêm 5 giây nữa. Mà các em muốn làm bài nhanh thì các em phải đúng rồi, phải thuộc thôi. Chậm chắc thầy. Chậm chắc tức là nó phải đạt được trình độ cao hơn. Thầy muốn các em được trình độ cao hơn tức là vẫn chắc nói là vẫn phải nhanh, chứ còn chậm mà chắc thì lại là bình thường. Đấy, chắc nó nhanh được chưa? Nào tính lại xem số mol của N2 sinh ra là 0.15 mol, vậy mol nhận là bao nhiêu? Mấy đứa anh nào theo thầy là lấy 0.15 lấy em cũng không này đúng không? 0.15 nhân 8. N2 bao nhiêu thay đổi thế này rồi? 10 đúng không? Vậy thì bao nhiêu không chứ? 1.5. Được chưa? Bây giờ thầy lấy ví dụ khác nhá. Số mol của N24 N3 bằng 0.02 nè. Hai tính thì mol E nhận. Có ai mới không nào? Có ai nhỉ? 0.02 nhân 8 đúng rồi, bằng bao nhiêu? 16. 0.16 mol. Bây giờ thầy lấy ví dụ khác. Số mol của Fe bao 4 bằng 0.01. Yêu cầu là hãy tính mol E cho ở đây. Cái này là cho cái này. Đấy. Ai cũng không? Thầy sẽ nghe rồi, cứ Fe và 4 làm mấy cho đổi? 1. Muốn mình chung nữa, còn ai không? Mình ngân nào? 0.01 nhân 1 bằng. Đúng rồi. Có lắm. Tiếp tục nha. Mol của Cu bằng 0.1 chẳng hạn. Nó tính thành mol E nó cho đấy. Cô Phong có điểm. 0.2. Cu là mấy? 0 lấy thứ 2 đúng không? Vâng. Vậy thì mấy câu là mấy? 2. 2 là gì? 0.1 nhân? 2. Nhân 2 bằng? 0.2 mol. Thế các em đã hiểu ý nghĩa của công thức này chưa? Công thức này giúp em làm gì biết không? Công thức này giúp các em là không cần phải biết gì đấy. Không cần phải biết sơ đồ, không cần phải biết sơ đồ ra, nhẩm ngay gì? Nhẩm ngay sơ đồ trong đầu các em thôi. Vậy nó làm cho các em làm sao nhỉ? Nhanh hơn rất nhiều các em ạ.
viết sơ đồ ra là đã chậm mất rồi. Đấy, viết sơ đồ cho được nghe ra đã chậm mất rồi. Đấy, phương pháp của bạn nghe là các em đọc nghe được phương trình của bạn nghe mà không cần viết sơ đồ. Thế mới nhanh được. Đấy, thầy muốn luyện cho các em làm sao mà vừa nhanh mà này, vừa chắc chứ không phải là chậm mà chắc thì bình thường. Và bây giờ ta sẽ đi vào phần 2 lớn là các bài tập thuần thục. Thank you.
Lớp 9 thì mới có hệ chương trình.
tra cái con số khối lượng một chút không. Đây lần đầu lại thầy ghi nhầm đấy, đây là 24.8 24.8 nhá, thầy là 28.4 24.8 đổi lại thầy một chút 24.8 em đổi lại đi, em trả lại thầy xem bao nhiêu. 0.1, 0.3 nó phải chẵn được em ạ. Riêng hóa mà các em giải ra con lẻ là không đúng rồi. Bao giờ vừa ra đề người ta cũng lấy số mong chẵn. Sau đó thì các em tính phần trăm khối lượng có dễ không? Có. Đó, phần trăm khối lượng của FE thì bằng khối lượng FE trên khối lượng tổng như 100 thôi. Khối lượng FE là 0.1 nhân 56 trên khối lượng tổng là đây 24.8 nhân 100 bấm máy. Bao nhiêu? 22.6 100 mấy phần trăm của đồng 100 chú ý thôi, 100 chú ý. 100 của đồng lên đến 100 nhân chú ý. 26 bằng 7.4% đấy. Đây là cách 1. Cách 1 được gọi là phương pháp bình thường, không có gì đặc biệt đây cả. Nói thế thôi nhưng mà các em chưa làm cái này cách thành thạo đâu. Nếu mà các em làm thành thạo thì cũng như là vừa rồi Long làm được cái câu ấy không, cái câu tự luận trong đề kiểm tra kỳ 1 vừa rồi không? Có. Làm ra kết quả bao nhiêu gam? Bài nào? Cái bài mà bốn thập hiệu có đồng này sắt mà dê đấy, còn cái HCL đấy, xong thì làm cái quy trình giải đấy, rồi làm ra bao nhiêu gam? Em cũng nhớ. Em không nhớ. À, chung là phải không? Đấy, cũng là hệ quy trình giải như này luôn. Vâng, cuốn học. Đấy, được chưa? Khó mà, đang khó mà, là cô phụ làm đấy. Ok, thế các bạn học này chưa? Có ai hướng nữa không? Cái là bình thường. Cách 2. Cách 2 là bảo toàn E. Bảo toàn E. Bảo toàn E có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em vận dụng những cái gì thầy đã dạy các em. Bây giờ thầy dẫn nhá. Các em xác định này, số giao đầu tiên của sắt là bao nhiêu? Không. Của đồng? Không. Được không? Thế sau khi phản ứng xong hết thì sắt sẽ là lên mấy đây? Cộng 3. Cộng mấy đây? Cộng 2. Các em không cần biết quy trình ra, các em biết bởi vì là với HNO3 thầy đã dạy em rồi, H nó là chất có tính oxy hóa nào nhỉ? Chất mạnh. Vì vậy mà nó sẽ nâng số hóa của kim loại lên thì cao nhất. Sắt sẽ lên sắt 3 và đồng lên dương 2, được chưa? Vậy em biết vậy thôi. Fe từ 0 thành Fe cộng 3. Số này cho đổi là gì? Chỉ mà này biết cách này nhá. CO từ 0 thành CO cộng 2. Vậy em cho đổi đấy sẽ là gì? Trừ 2E. Tiếp theo là nitơ từ dương 5 thành nitơ dương 2 sẽ đổi cộng 3E. Bây giờ các em đặt ra này thôi, số mol sắt đây là gì? X đây sẽ là gì? 7. X đây là gì? Y đây sẽ là gì? 2Y. Ở đây chính là N0 này là 0.3. Vậy thì số mol E đổi đây là bao nhiêu? 0.3 nhân 3 trừ 1 0.9. Vậy chúng ta sẽ có một cái phương trình của toán E. À, tập trung vào nào. 0.9. Vậy thì ta có cái gì của nó ra gì đây? 7 cộng 2 bằng 0.9. Đây cho này. Âm là cho này, âm là cho này. Vậy thì hai cái cho cộng vào bằng cái cộng là nhận này. Đấy, đây các em hiểu 7 cộng 2 y bằng 0.9 chưa? Được rồi. Đấy. Thế còn cái phương trình 2 thì vẫn như thế này không? Vẫn là tổng khối lượng của hai cái không? Đây là 56x cộng 64y. 56x cộng 64y là khối lượng tổng này. Vẫn bằng 24.8. Bấm máy cả hệ. Có ra kết quả rồi không? Có. Có ạ. Cùng 1 y vẫn bằng 0.7.
sau đó tính cái phần trào đi là như thế thôi, phải không nói nữa. Đấy, em thấy cái hai này có khá hơn cái một không? Có. Có hay hơn cái một không? Có. Hay hơn rất là nhiều, lý do là vì chúng ta không cần phải biết phương trình, không cần cân bằng. Không cần biết phương trình, không cân bằng. Những bạn nào mà cái kỹ năng cân bằng yếu thì cân bằng hai phương trình này xong hết rất nhiều thời gian rồi. Đấy, đúng không? Thế còn chúng ta dùng cái này chúng ta có cần cân bằng gì không? Không hề cân bằng bất cứ cái gì cả, chỉ biết là thôi. Thế nhưng mà làm cái này thì để cho các em hiểu thôi. Không phải là thực tế các em làm. Thực tế các em làm như này. Các em lấy máy tính em bấm nào. Lấy máy tính em bấm cái này. À, bấm vào 1 5 1 1. Đây là các em đang làm thực tế này. 4 là 1. 5 6 6 6 bằng 64 bằng 24,8 24,8 bằng 3. Các em biết 3 là cái gì không? Có. X chính là mon của sắt đúng không? À. 3 là số mon e gì? Trao đổi. Vậy thì x nhân 3 chính là số mon e mà sắt cho đúng không? À, tiếp theo là số gì? 2. 2 là số mon e, số trao đổi e của gì nhỉ? Của đồng. Có phải là 2 y là số mon e mà đồng cho không? Đồng. 2 cũng bằng. Bằng. Không phải 3 nhân với 3. Tại sao nhân 3? 3 là đứng ra trao đổi là gì? 3 à, 3 e à, bằng cái kết quả qua 2 0,1 đúng không? 10 chứ không phải 0,1 lượng riêng thì không ngoài người ta sẽ cho 10 lượng riêng của người ta 10 là bao nhiêu? 0,1 nhưng hôm nữa không phải lượng riêng với cái gì đó? Mở đến sắp kết 3,10 một nút kết tên 0,3 được rồi nào, câu hỏi đi nào. Em hỏi là người ta sẽ cho nhưng mà mất thành cuộc phải học cuộc mới nhanh. Chứ cái gì em cũng tìm đâu lắm, tìm mất bao nhiêu thời gian rồi. Hiểu không? Ví dụ như một cái đề thi đại học nhá, nó có 6 trang hay 8 trang. Thế mà em từ 6 đến 8 trang. Thế mà em lại lập lại từ đầu cũng phải mất bao thời gian. Tục này, mà đặc biệt là trong lúc làm bài tập. Đấy. Thì người ta cũng cho, bởi vì trong bài tập thì để phải đi tìm đúng không? Đi tìm, dở sách, dở thứ lâu lắm, không đủ luôn. Thầy sẽ cho học cầu đường gì nữa? Đúng rồi. Vậy thì thực tế các bạn làm cái gì? Cái này là thầy giảng cho em hiểu luôn. Thực tế các em làm đấy thì các em biết một phát ra cái chương trình này luôn. Cái này các em biết rồi đúng không? Đúng. Thế còn dưới cái này thầy hướng dẫn này. Đây là mon của gì? Của sắt. Nhân 3 là mon e của sắt cho. Y là mon của đồng. Nhân 2 là mon e của đồng cho. Đây thực ra này là 0,3 nhưng cái gì nhỉ? 3, 0,3 là mon của NO. 3 là số mon E trao đổi, nhân ra là ra mon E của nó. Nó cho vậy có phải là tổng. Đây là nhận này, tổng cho và tổng nhận không? Đây là cho này. Đây là mon E cho. Đây là mon gì nhỉ? Em nhận. Đấy, vậy thì các em thấy không? Chỉ có mỗi một phương trình này, mỗi hệ này thôi, bấm phát là ra thôi kết quả. Không cần phải viết bất cứ một thứ nào. Em không cần phải dùng giấy, dùng bút, chỉ cần máy tính bấm thôi. Cái đấy nhanh hơn chưa? Đấy. Chưa hay lắm đâu. Cái này đấy, nó chưa hay bởi vì bài này quá dễ. Bài quá dễ, các em làm bình thường không ra. Nhưng có những bài phức tạp hơn, làm bình thường không bao giờ ra mà có thể em lại ra được. Đấy là hay. Cụ thể. Đi đại học chúng ta chỉ có dùng máy tính F500 thôi. Đấy là nói thôi, không có đâu, vẫn dùng máy nâng cao. Vẫn máy này cũng dùng bình thường. Đấy là nó có tin là dùng cái nâng cao là có tin đấy không? Không phải đâu. Các em tâm vẫn mà dùng máy bình thường. Mà cả cái máy nâng cao nó có giải hệ mà. Nhưng mà nó vô chậm hồi hướng giải nó có thời gian hơn mấy cái 500 vẫn có hệ mà. Vâng, nhưng mà em chưa sắp bổ mấy cả thì nó bắt nó phải nó khổ vậy ít chút là lại này để tao chỉ nghe nó chạy trạm bơi ngay ép vào lớp cho đến lớp A ở chấm B ở chấm B khi nó can qua một khi đại học chuyển sao là có chỉ có những cái máy tính không thể không được dùng này, đó là những cái máy tính mà có thể nhớ. Có thể nhớ là dùng để các bài thôi thôi. Máy từ mấy lên máy gì cái máy sơ máy từ cho máy cho máy không không thể từ mà vẽ là thì vẽ
Ví dụ 2. Nhau. Ví dụ 2 nhá. Để cho hỗn hợp hòa tan hoàn toàn. Hỗn hợp không Fe, không CO. À đấy, thầy không nhìn thấy nhá, hoàn toàn chấm 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 gam. Đấy, cũng sẽ ra tính này cho số vào HNO3 dư. Đấy, thu được. Đó, đây sao mắt vào luôn. Chấm 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 chấm. Lấy ra NO2 NO2 kêu mày là cái đây của A so với hydro bằng chấm chấm chấm. Trong đầu này tính phần trăm khối lượng Fe CO. Bây giờ ta hai cái này mà. Bây giờ các em ghi xong nó để con số. Thầy tôi nghĩ thì đúng rồi. Thầy nói gì? Thầy ngầu luôn. Ô, thu được hai sản phẩm nữa. Chết rồi. Hai sản phẩm em ạ. Cho cái khác sản phẩm nào. Em cho chạy cái số nha, 23.2. Có phải 23 không? 23.2 nhé. Thì chắc được đấy. Xem lại một lần. Rồi. Biết rồi. Thấy đã được bao nhiêu? 4.48. 4.48. 4.48 đi. Thì có hơi nha.
vấn đề là phương trình. Kèm với thầy bốn cái phương trình, kèm với bốn phương trình gì không? Fe cộng H2 ra gì? Fe NO3 ba lần cộng NO2 cộng nước. Fe cộng H2 thành ra Fe NO3 ba lần cộng NO cộng nước, hai phương trình này. Tương tự vậy trên phương thế. Hai phương trình đó là cả mấy phương trình? Bốn phương trình. Đấy, kèm biết bốn phương trình em cân bằng chiều ngang cho thầy xem. Tỷ khối này đấy, tức là có ba phương trình
ba công trình mấy ạ? bốn giải không? Không có. Không thể đâu mà. Đâu? Ba công trình bốn giải không thể giải được. Ba công trình bốn giải không thể giải. Phải là ba công trình bốn giải. À ba công trình ba giải không giải được. Impossible. Impossible. Hiểu chưa? Có ba ẩn, ba ẩn, bốn ẩn và ba công trình không thể giải được. Vậy thì phương pháp bình thường sao nhỉ? Không thường ra. Thế cắn là cái không ra. Vậy là phải bảo tên em. Còn đây thì em có cần biết là những gì không? Không, không hề, không cần phải biết. Thế có cần biết sơ đồ nữa không? Bạn nào mà chưa thành thạo cái biết sơ đồ ra? Bạn nào chưa thành thạo biết sơ đồ ra nhưng mà bạn nào thành thạo rồi đọc luôn chương trình của bạn em. Là sắc cho là bao nhiêu? Ba. Đây là cái x nhá. Y thôi. Đồng cho là bao nhiêu? Hai. Cộng với hai y. À, thế bây giờ chúng ta tính lại cái NO2 và NO trước thì đã. Tính là O2 và NO trước thì đã. Có biết cách tính không? Thầy dạy rồi, cách xử lý có tỉ khối này. Rồi thầy để ông làm ngoài nhá. Phải tính thầy NO và NO2 trước. Tính NO2 và NO trước. Ta xử với cả tên là A được không? B được không? Vậy kêu A và B bằng gì? A bằng B bằng 0.2. 0.2. Kính tổng 8 2 4 12. Phương trình thứ hai là em dựa vào tỉ khối này. Khi tỉ khối này so với hưu bằng 19 thì tức là m của a là bao nhiêu? 38. 19 thì 2 là 38. 38 mà nhân với số mol của nó là bao nhiêu đây? 0.2. Ra khối lượng nó bao nhiêu? Là 38 nhân 0.2 đúng không? Ok, thế còn m lớn của nó là 4 với 46. Đúng cử nhân ra 46 không? Chắc là 46. Vậy 46 là a này, là b này. Vậy 46 a này cộng 30 cộng với lại 30 b bằng bao nhiêu đây? Không. Bây giờ các em giải ra. 0.1 x sẽ bằng 0.1 y bằng a b 0.1 a a được chưa? Tức là xử lý cái này các em biết cách làm chưa? Thầy dạy từ trước rồi. Đấy lý do tại sao thầy dạy từ trước để lúc này không phải bỡ ngỡ nữa. Đấy. Có cách thứ hai là cái gì nữa? Sơ đồ đường chéo. Là biết sơ đồ đường chéo các em dùng. Nhưng mà thầy biết cái này không? Lấy cái này này, 19 nhân 2 ra mở trung bình. Mở trung bình nhân với số mol là ra khối lượng. Đây, mà lớn đây, nhân với mol này cộng lớn mol ra tổng khối lượng. Xong các em giải hệ ra. Cái cách thứ hai là dùng sơ đồ đường chéo và làm thích thì em lại làm thêm nhá. Rồi. Đây là số mol E của sắt cho này, số mol E của gì đó? Đồng cho này. Thế số mol E mà của cái hắt E là bao nhiêu để thành NO2 là bao nhiêu? Cái NO2 là mấy trao đổi? Mấy? Một trao đổi mà số mol nó bao nhiêu đây? Đây không phải một hay là không phải một nhá. Đây bao nhiêu đây đây? À, không phải một. Vậy thì số mol E là này nó thầy đang bảo mol cơ. Mol là không phải một chuẩn chưa? Vậy số mol E mà nó nhận ở đây là bao nhiêu? 0.1 nhân 1. Cái số mol E mà nó nhận lên bao nhiêu? 0.1 nhân 3 đúng không? Không biết là bình thường rồi ra. Một phương trình. Được chưa? Phương trình 2. Tổng khối lượng đây. 56x cộng với 64y bằng 8.8. Bấm máy để đây. Đi vào. Thần chưa? Các em cứ cải kiểm tra này xem. Một cái bấm nó này, một khi nó lại không bấm. X bằng Y bằng tính là trăm số lượng. FE bằng 0.1 nhân 56 trên 8.8 nhân 100, 8.8 là tổng. Ra bao nhiêu? Sau 3.6% hết phần trăm của đồng 100 cân trừ đi bằng 36.4%. Kem thấy thế nào? Có hiệu quả không? Bây giờ kem đã thấy là ý nghĩa của phương pháp đen chưa? Kem thấy ý nghĩa của phương pháp đen chưa? Phương pháp bình thường không giải nổi. Thế nhưng mà nó đen ra nhỉ?
trên đường. Đấy là ý hay của nó. Thế còn cái hay ở chỗ nào trong bài này? Đó là thầy có cần phải biết cả sơ đồ nữa không? Không cần biết sơ đồ. Khi mà các em đã có cái công thức tổng quát là gì nhỉ? Mon e trao đổi bằng mon chấp nhân suê trao đổi. Đây là 3 x chính là mon e mà sát cho, 2 y chính là mon e của đồng cho. Đây là mon e mà nấu 2 nó nhận, mon e mà nấu 4 nhận. Tổng cho là gì nhỉ? Tổng nhận. Vậy thì đây chính là cái nội dung cốt lõi của bài học ngày hôm nay mà. Đấy, làm sao mà các em đọc có thể được cái chương trình này một cách thành thạo và nhanh chóng. Thế còn mà cách viết hoặc là nghe sơ đồ đầu cuối trừ trong những chéo thẳng thì nó là bình thường, và nào mà chưa rõ thì em viết ra, nhưng mà hướng tới là luyện nó đến mức nó phải các bạn như thế này. Đấy, nó phải siêu đẳng như thế này, được chưa? Thế thầy công điểm cho những bạn đưa tay xung phong đến giờ nào, đưa tay này tùng nữa đúng không? Duy nữa à? Em là 0.15 điểm. Em ạ. Anh là 1.5. Anh nữa. À, Dung. Còn ai nữa không? Em 2 điểm. Ngọc Anh 2. Đẹp trai. Còn ai nữa? Xin gái. Thế có ai hỏi gì nữa không? Các em hiểu chưa? Mai có hiểu không? Thế này em hỏi đi. Em hỏi đi. Chỗ mà 3x cộng 2y sao là các em hiểu sao không phải 1:1 với cả 1:1:3. À, đây nhá. Đây nhá. Thế em hiểu đây là 3x cộng 2y chưa? Thế còn 0.1 là mon của gì đấy? Còn đầu 2. Thế cái đầu 2 thì mấy e trao đổi? Một e trao. Vậy thì không phải 1 nhân với 1 thêm 1. Còn kia là 2 e trao đổi. 2 e trao đổi kèo 1.2. Em hiểu chưa? Đây là e gì đấy? Mon e gì nhỉ? Cho thằng này gì đấy? E nhận. Tổng mon e cho đúng không? Đây là tổng gì? E nhận. Tổng mon e nhận. Các em hiểu không? Thế còn đây là thầy dạy em làm trắc nghiệm nhá. Thế còn làm tự luận đấy, làm tự luận để trình bày vào bài kiểm tra tự luận đấy, thì các em làm và nghe thì các em phải có cái gì? Có cái sơ đồ ấy. Sơ đồ cho nhá. Hiểu chưa? Thế còn đây là chỉ dạy các em làm trắc nghiệm cho nhanh thôi. Thế còn khi làm tự luận thì phải có cái, ví dụ biết là sắc từ 0 thành sắc 3 trừ 3 e xong x trong nhân 3 x. Đấy, giống như lúc nào thầy nói đấy. Nào, thế các em sẽ đăng ký buổi hôm nay nhá. Để buổi sau các em sẽ tiếp tục. Thế thì bài tập mà trong cái bài tập đấy là có rất nhiều bài tập của các em đấy, thì các em thiếu đi là bài nào phải làm.